Không được, cứ lơ là cực phẩm như bác sĩ Triệu nhất định sẽ bị kẻ khác cướp mất. Mình phải để lại ấn tượng sâu hơn nữa mới được. Nhưng chân mình khỏi rồi mà. Không đỏ. Vì bác sĩ Triệu mình thật sự phải hy sinh thôi. Bác sĩ Triệu, tôi là Tiểu Khúc đây. Ngại quá đi mất, tôi lại đang có việc đành phải lết cái chân đau này. Đi công tác không thể đi bệnh viện được, cũng không kịp nói với anh một tiếng. Thật ngại quá, là lỗi của tôi. Anh đợi tôi đi công tác về, chắc chắn là sẽ bù đắp thiếu sót rồi đến tạ tội với anh có được không? Bye bye. Andy, em biết xào rau không? Tôi không biết gì hết. Không biết cũng tốt. Không biết cũng tốt. Sủi cảo xong rồi. Em ăn trước đi, tôi đi mở rượu.
một không hai rồi. Cho nên kết luận là người mà anh quen là một người đặc biệt có một không hai. Cổ nhân có câu người đẹp cảnh sắc đẹp. Xem ra há cảo hôm nay quả thật là mỹ vị. Em thấy căn nhà này thế nào? Cảnh sắc rất là đẹp. Tôi thích được nhìn thấy những căn hộ có ánh đèn, không quá ồn ào, cũng không quá tịch mịch. Từ đây nhìn ra quả thật là có thể nhìn thấy nửa số ánh đèn điện của Thượng Hải, rất xa qua. Vào lúc này, 2 năm về trước, suýt chút nữa tôi bị mất căn nhà này. Năm ấy, khủng hoảng tài chánh, tổn thất trên giấy tờ mỗi ngày lên đến 6 con số, làm tôi gục ngã suýt chút từ ban công của phòng này nhảy xuống. Giải quyết cho nhanh gọn. Lúc ấy, trong phòng cái gì cũng đều bị mang ra thế chấp. Khó khăn lắm mới đợi được nhà nước bỏ 4.000 tỷ, lãi suất mới được quy động. Em xem, chỗ tóc bạc này cũng sinh ra từ lúc đó đấy. Lúc đó đêm không ngủ yên, cả ngày đắm mình trên diễn đàn. Cũng chính là từ lúc đó tôi quen em, tôi cũng đã để ý đến em từ rất lâu. Tôi nhớ có lần em muốn đánh lật người điều hành diễn đàn, từng lời tuyên cáo được đưa ra, những lời ấy quả thật rất thật lòng, rất hợp khẩu vị của tôi. Hơn nữa, em lại có thể từ kiến thức ban đầu không hiểu gì, ngày hôm sau đã hiểu luôn rồi, hơn nữa còn rất tường tận, nói rất rõ ràng. Thức đêm làm bài tập phải không? Phải. Anh thật sự đã sớm để ý đến tôi. Tôi còn tưởng tôi để ý anh trước. Tôi thấy anh chả nói năng gì, chỉ nói đúng một câu, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Cũng ngang nhau thôi. Nếu không phải lúc ấy, vì chuyện làm ăn mà đầu óc hoang mang phiền muộn, chắc chắn tôi sẽ ra trận giúp em. Thêm nữa lúc ấy, tôi với bạn gái chia tay. Chia tay ư? Tại sao? Cô ấy là một cô gái tốt, rất có ý chí, lại có sự nghiệp của riêng mình. Lúc ấy tôi sự nghiệp thất bại, tất cả những người cùng với tôi. Cô ấy đã rời bỏ anh lúc anh khốn khó nhất. Cũng không thể nói vậy được. Dũng cũng định nói chuyện kết hôn thôi, nhưng trong một chốc chả còn gì. Hơn nữa còn có thể phải chịu một mức án lớn. Thật ra cũng là tôi liên lụy cô ấy. Không nói về cô ấy nữa, nói về chúng ta đi. Tôi cứ tưởng rằng em là đàn ông. Nghe nói em về nước liền quay lại Thượng Hải, cho nên rất muốn quen với em, muốn trở thành người anh em tốt. Mà em cứ ngập ngừng không chịu nhận điện thoại của tôi mới nhận thức. Có khả năng là phụ nữ. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn em? Lần đầu tiên gặp mặt, có chút muốn rút lui. Bởi vì bề ngoài của anh là kiểu người hài hước, thật sự khiến cho phải cảnh giác rất cao. Với lại, nói chung, nếu không phải lần đó nợ anh bữa cơm, với hình tượng của anh lần trước với tôi, thì chắc chắn là sẽ không có lần gặp thứ hai.
Phim được thuyết minh bởi fptplay.net. Khúc Tiểu Tiêu, chân cô đã đỡ chút nào chưa? Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Andy, Andy, chị có còn nhớ anh bác sĩ họ Triệu không? Lúc nãy anh ấy đã chủ động gửi tin nhắn trên WeChat cho em, hỏi là chân em đã đỡ chưa, còn nhắc nhở là em phải sinh hoạt điều độ nữa. Em làm gì cậu ta rồi hả? Sao cậu ta lại phải chủ động để nhắn tin cho em cơ chứ? Tối hôm qua em uống một chút rượu, tất nhiên là có làm màu diễn quá lên một chút. Mà em không kể đâu, thủ đoạn lắm. Em đang vui lắm ý, hạnh phúc lắm ý. Không phải là em bảo dạng lắm sao chủ động đi tìm trâu đi? Không được đâu. Giờ em đang đi công tác, không có thời gian lâm hạnh anh ấy đâu. Đợi đến khi em về rồi em sẽ hẹn gặp anh ấy. Bác sĩ Triệu chính là đường tăng, vừa có thể mang ra tiêu khiển, lại vừa có thể để đó ăn thịt. Phê. Chị Andy à, em có một chuyện cần báo cho chị biết. Lần này em đi công tác, mục đích chính là đi làm thân với khách hàng. Tối hôm qua đi ăn, bọn họ có nói chuyện là quen với giám đốc Đàm. Thế nên em mới bảo là em quen chị là bạn tốt của em. Lúc về em sẽ gửi tài liệu với tên tuổi khách hàng cho chị nha. Nếu như họ có nhắc đến em thì chị cũng phải đáp cho tử tế đấy. Quả ra chuyện khi nãy chỉ là bình phong, giờ mới là chuyện chính, có phải không? Chị giúp em đi. Một lời thôi. Được rồi, thế thì gửi email cho tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm với rủi ro gì tôi cũng có quyền được biết chứ. Chuyện này thì có liên quan đến lợi ích làm ăn, nhất định phải nói cho rõ. Không có đâu, thật sự không có đâu. Em chỉ muốn kết thân tạo quan hệ với họ thôi. Có thêm mấy người bạn thì lại càng đông vui náo nhiệt mà. Chẳng có liên quan gì đến chuyện làm ăn hết. Chị cứ yên tâm đi nha. Ừ vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là con tốt đầu của lão Đàm. Em có lấy chữ ký của tôi cho xem cũng chưa chắc họ nhận ra được. Phải rồi, chuyện làm ăn của em làm sao rồi? Thuận lợi chứ? Chẳng thuận gì cả. Bạn của em giới thiệu cho một ông tuy là phụ trách dự án đấy, nhưng mà lại không quyết được. Công ty của em thì lại là công ty nhỏ, chưa có kinh nghiệm gì. Hôm qua lúc ăn cơm có nghe ngóng được một ít tình hình, hôm nay còn phải tiếp tục cố gắng đây. Khách hàng có đánh giá cao em không? Ý của tôi là lúc tôi mới bắt đầu đi làm cũng rất trẻ. Lúc đó tôi cũng không biết là các quy tắc văn phòng là thế nào, nên thường không nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp. Họ cho rằng tôi không làm được việc gì lớn đâu. Em cũng đang rầu vì chuyện này lắm đấy. Nhìn thấy em một cái là khách hàng nhìn ngay ra đằng sau em, xem có ai tuổi tác lớn đến cùng không. Tưởng em là thư ký chắc. Em nhanh chóng thừa nhận mình là con nhà giàu giữa hơi ba mẹ, thì bọn họ mới ngượng ngạo coi em là bà chủ nhỏ. Lần này em về nhất định là phải thay đổi hình tượng, ăn mặc cho già dặn hơn một chút. À đúng rồi đó chị Andy à, sau này nếu có chuyện gì cần, em sẽ kéo chị với sếp chị vào để lấy tiếng nha. Tôi có thể để cho em lôi tôi vào mà không có chịu trách nhiệm gì, nhưng xin đừng có bao giờ lôi cả sếp của tôi vào, được không? Không cho thì thôi. Andy à, em kể cho chị nghe chuyện này buồn cười lắm. Bạn học của Phan Thắng Mỹ, chị đã gặp bao giờ chưa? Từng gặp rồi, sao thế? Một ông chủ trong đại gia lắm, lái BMW đời thứ ba đến tận nơi đón em, tiện tay tra thử thì ra là xe công ty cho thuê. Hại chị Phạm của chúng ta tưởng là câu được một con rùa vàng, tưởng bở một hồi. Em nói cho quấy rồi, đương nhiên rồi, em là người giữ bình yên cho thiên hạ mà, làm gì có chuyện tiếp tay cho cái xấu chứ. Tôi thật sự không hiểu em Phàn đã làm gì nên tội với em, mà em lại cứ đương nhiên là em có lý do của em. Đợi đến lúc em về, em kể chi tiết cho mà nghe. Còn nữa, em bận đến nỗi còn có chả có thời gian để tìm bác sĩ Triệu thì làm sao mà phải xem họ. Yêu đương tán tỉnh nhau, có chết cũng phải kéo họ xuống hố. Mọi người không hẹn hò hết là em thấy vui nhất rồi. Tiểu Khúc, tôi hỏi em,
Thích một người có cảm giác như thế nào? Andy à, chị yêu rồi hả? Chị thích ai thế? Không như em nghĩ đâu. Hơn nữa giờ tôi cũng chưa xác định được có phải là mình thích anh ta rồi hay không. Chị đã nói ra thế thì chắc chắn là thích người ta rồi. Mau kể đi, là ai thế? Đẹp trai không? Thôi vậy, coi như là chưa hỏi gì đi. Đã nói ra thế rồi làm sao mà coi như là chưa nghe thấy gì được. Chị mau kể đi mà. Đừng có làm cho em cục hứng có được không? Bye bye. Đừng cướp. Chả nghĩa khí gì cả. Thẳng thắn bộc bạch những tâm sự trong lòng dường như là một loại khả năng đặc biệt. Ví dụ như Khúc Tiểu Tiêu, dù có vô lý đến mức nào thì cô ấy cũng có thể nói ra dõng dạc đường hoàng. Còn Andy thì mãi mãi không học được việc bộc lộ ra ngoài những buồn vui hận giận trong lòng. Cô không sẵn sàng cởi mở trong lòng sự việc phải tiếp xúc với người khác, càng sợ hơn việc trở nên thân thiết hay dựa dẫm vào họ. Cô giống như một linh hồn cô độc. Thứ khiến cô cảm thấy an toàn chỉ có công việc mà thôi. Tôi tin rằng thông qua cuộc thảo luận vừa rồi, mọi người đã hiểu rõ ý tưởng của tôi. Tối nay mọi người quay về, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi hy vọng ngày mai có thể cho tôi thấy nhiều suy nghĩ ý kiến hơn nữa. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Được. Đọc gì đấy? Tôi lại phải tăng ca. Thật. Từ lúc công ty chuẩn bị thu mua Resta thì ngày nào cũng làm việc cực lực. Thứ bảy chủ nhật đều phải tăng ca, ăn còn chưa tiêu. Xin lỗi hai người, tôi có chút công việc gia đình, phải về trước đây. Hai người để mắt giúp tôi nhé. Nhờ để ý giúp tôi. Tôi thấy người thê thảm nhất vẫn là Lưu Tư Minh. Nói thì nói thế, phương án của anh ta đúng là có vấn đề. Andy của chúng ta để ý đến những tìm hiểu của giới truyền thông về Resta. Hy vọng là các sản phẩm liên tục khởi sắc cũng thúc đẩy nhau, cùng giúp đỡ nhau. Nhưng mà cô thấy những gì anh ta làm kia dường như là chẳng có gì tiến triển so với trước kia đã. Có điều lão Lưu này ấy, vốn dĩ không có lòng làm việc cho lắm. Hơn nữa trên có già dưới có trẻ, khó tránh việc phân tâm. Tâm tư của anh ta dồn hết cả vào cổ phiếu. Bây giờ trên dưới tập đoàn đều chuẩn bị cho việc thu mua. Nếu anh ta không đáp ứng yêu cầu của Andy, tôi nghĩ sớm muộn gì công ty cũng đổi người cho mà xem. Anh về nước rồi à? Bây giờ lại muốn đi đâu? Không cho em biết. Đợi em đến rồi khác biết.